Rồi chưa, xuất phát nè. Đi. Bị gì? Ở đây là một cái bình nghe anh em. Ở đây là một cái bình nè. Ở đây có đi đường dây xuống nè anh em, đi đường dây xuống nè. Đi đường dây xuống. Có bầu cộng âm dương. Ghi âm. Với bầu cộng thì vô trong sự chị nha anh em. Người đi lỡ đằng này nè, ở đây mình mới có ghim vô mà dính chuột rồi nè. Ê, mới ghim vô mà dính chuột rồi nè. Lại lẹ đi, lại thăm đi. Mới vô dính chuột rồi. Rồi, thôi mình nếm lửa, mình nướng luôn. Nướng luôn. Nướng lửa rồi qua nướng luôn. Đây nè. Đó, thấy chưa? Chuột mở luôn á. Chuột này mà ăn thứ gì vô nổi ha, thêm chị đế nữa ha. Quá dữ rồi. Kìa, lấy cây kìa. Từ nãy giờ tao đang đợi đó má ơi. Kìa. Trời ơi, trời ơi kìa. Thấy không? Ghê. Cho dính cái đuôi đó, dính cái đuôi vô đó. Vậy. Vô đây giùm cái đuôi. Ai muốn ăn không? Không, không bác bán được ơi. Bác đi bán cho gì đó. Trời ơi, tôi bảo đảm không nha, dắt này với dắt sáng nha. Bao đâm không? Trời ơi, nó đẳng lừ hết trơn kìa. Trời ơi, coi kìa, đầy hết trơn rồi. Khoai lang nha. Trời ơi, coi kìa. Quá cái chỗ này kìa. Kìa, nẳng kìa, lên hết trơn kìa. Ú quậy, có nè. Anh chắc vỏ này nè, anh sống nè. Anh sống rồi, quậy, chạy quậy. Nè. Không, quất chuột trước đi, quất chuột trước đi. Nó, anh thấy vậy nằm, nó không chạy được. Nó không chạy được đâu. Xử lý cái này cái xử lý gì hả? Chạm hả? Ừ, chạm. Nó không bao giờ nó chạy được. Nè đây nè. Nếu con này trước đây mấy con đó chết rồi. Nó không nè. Chạy được. Quéo nó coi. Nó đó không ơi. Kìa vô. Dính rồi, lo bắt nó đi, dính rồi. Rồi. Dính rồi nè. Đây giờ đây. Nè. Thấy chưa? Nè, đó. Rồi buông đi. Kìa bắt mấy con này đi quá trời ơi, quậy ơi, quậy một đống luôn quậy ơi. Nó bà nó ha thiệt, nói gì không phải nói chứ chục ký là đậu bà nội nữa. Cái chị nhỏ quá, thấy không? Ừ, nhỏ quá, người nằm đỉnh đỉnh chứ. Mới con giác nè, giác vô thùng bê coi nè. Mới giác đầu tiên rồi. Ừ, nè. Mà chưa đi thống kê nữa không, mới khúc này không? Ừ. Mới khúc nữa. Mằn chết mẹ luôn, bỏ mẹ luôn rồi nè. Đây nè, lo mà mằn nè, sống nè, sống nè. Dính rồi. Sao tự nhiên thẳng giò. lo màng bỏ mẹ luôn nè. Đây nè. Không quá. Phơi rồi, nó phơi rồi. Trời ơi nè. Quậy ơi kìa, mà trước trời ơi, tao nằm rồi lỡ ngỡ nó. Phơi rồi, chết rồi. Má ô má, vô này chắc chết con á. Tới mấy con này tới chứ. Giác một rồi đủ dao 3 kg. Trời ơi, coi này, anh sống rồi, sống rồi. Cho đi rồi. Quéo à. Mình tiếp nó hơi đi ha. Quéo. Dịch con nó vô luôn. Ừ, má ổ mập à. Má mập rồi. Ừ. Giọng bụng đã. Ở ngoài trước kìa, ngoài trước nó te kìa. Bắt này chưa xong tới kia hả? Ở ngoài trước chưa. Quá thử rồi. Trời ơi. Giác một lô mà. Lo mà ăn này hoài ơi. Lượm đi, lượm đi. Trời ơi, thợ như cống trời quá nè. Má rồi ha. Như cống vậy. Dạ. Yeah. Nè. Ủa kìa lên trời ơi. Trời ơi trời, cái kiểu này chết luôn rồi. Trước giờ nó gà đầm vậy. Rồi lúng rồi. Lên ngã lên chứ coi nè. Ủa. Mở không. Đâu rồi, quẹo qua kia hay gì? Đâu rồi? Đi ngay. Thôi trời. Má bị gì vậy? Đi bờ đi này. Đây. Thôi chúng tôi lên bờ đi, lên bờ trước đi. Ờ đi qua bờ luôn hả? Ừ nó khó thấy hơn nè. Bây giờ nó không dễ. Kìa bên đó kìa. Có dính rồi gà đó kìa. Trời ơi kìa, nó lè tè là tè lò nó trơn kìa. Ê đâu vậy? Nè. Nè. Nè em thấy. Trời ơi, dắt giò lên cổ kìa. Dắt giò lên cổ luôn à. Trời ơi, trời quá trời là chuột rồi. Nó kêu ba bốn người với bằng tiếng. Trời ơi, có kìa quậy. À con này còn sống đâu quậy. Con này còn sống đâu quậy. Nó. Quá cái thứ luôn rồi ông nội. Ông giác một ông nội tao mà mằn. Trời mằn chắc chết luôn á. Rút thiệt quá. Rút thiệt mằn. Nửa đâu qua thử bây giờ rút thiệt đi chứ bây giờ mằn không nổi rồi. Ông bé ơi kêu ông bé mà không nổi rồi. Thiệt, này 3 kg là tầm ngủ.
dư sức cỡ 3 kg nhầm gì trời. À. Ừ. Giác này là 3 kg nhầm gì? Trời ơi đầy hết trơn quậy ơi quậy. Đây nè, quốc hai. Trời ơi, tại 2 3 con nằm kìa. Chết luôn rồi, chết luôn rồi. Chết luôn rồi, 2 3 4 con luôn nè. Trời ơi. Đâu cái này không phê còn dữ, nó đắp cỏ này ghê lắm. Kìa. Trời ơi, kiểu này sao mà bằng nổi nghĩ bằng luôn rồi. Nhìn kiếm cái thùng nào bự chút xíu à. Kiếm thùng nào bự giác cũng có được chứ bây giờ này kia lớn nhỏ chưa kìa. Trời ơi. Má gì con nó chạy thoát luôn quá con. Ta cứng không vậy? Trời ơi, con này nó bự. Bỏ đập. Con này bị cháy á. Con cháy á. Vậy này văng không biết đường đi luôn trời. Lắc văng như đường đi cái khéo xíu là để em như này chứ ngoài này ok. Kìa, lên chứ. Trời ở đây hết trơn kìa quậy quậy. Trời ơi, tào lừ hết trơn trời. Ngã hàm thằng lắm không? Quá trời ơi, cái này. Trời ơi. Quá ôi. Lát nó mày giác luôn á chứ ai mà sách cho nổi. Chết luôn rồi. Thôi kìa. Trời ơi, là trời chuột kêu chuột khiếp dí trời. Lát nó cho mày giờ. Đánh điếm đầu con đánh tiền cũng được. Kìa. Ôi trời. Thôi rồi. Thôi rồi. Bắt nhỏ bỏ quá. Bên kia. Trời ơi. Kìa tè mà trước lên. Đó, ai chưa xong nó tới trước rồi. Cái gì? Mày đi đường dây nó hơi công phu chút. Ừ. Mà nó tạch. Nó làm chuột tạch không? Ừ. Mình không có cầu kỳ. Quá đã. Tới đâu tới bờ hả? Vô tới bờ hả? Đó, đụng luôn. Trời ơi. Nặng lắm rồi. Nặng rồi, chắc nó mỏi luôn hả? Rồi, tiếng dạng chuột ngon vậy chơi. Trời ơi, kìa. Hai ba con lên ngỡn rồi. Trời ơi. Cái giờ con nó nằm vậy ăn. Nó nằm vắt ngang luôn rồi. Kiếm mấy chuột thấy ngon. Đuôi cái đuôi nha. Đó tè tè. Tội ơi trời. Mày dính này. Mày quéo dụm mà, quéo dụm mày nó bự con nhít con nhít. Trời ơi trời ơi nó bự rồi trời. Trời ơi trời. Má mà nó mập với tao. Tao này mở một cái lúc luôn. Hơi con chuột cống nữa chứ đừng nó như. Đù con nó già ha, bóp đầu nó muốn không nổi ha. Làm thấy gì nào mập. Mập. Rồi rồi chẳng có không? Không có đâu lại luôn. Vô tới bờ hả? Ờ, đi tới bờ mà không biết. Không có im lắm mà sao kỳ ta? Dạ, ở đây thì anh chạy đây nè, đây làm nè. Chảo qua bên kia. Trời ơi, gần đây thùng luôn rồi, quậy ơi. Má như đây màng khẩm á. Màng chết luôn rồi. Đây 3 kg nữa gì trời, được bự nhỏ bỏ nè. Bây giờ bỏ chục nhỏ đi chứ màng hết nổi rồi đó. Giác này giác nữa, cái này chục ký nói gì phải không? Ừ. Cái nào không? Mình còn cái giác này mình còn bên kia nữa mà. Thì còn khúc nó mới khúc à. Được đâu. 3 giờ sáng còn giữ nữa. Hát nữa bạn lấy thùng nữa ta. Thùng á. Một giác một là bằng 2 ngày hổm á. Trời ơi trời ơi kìa thấy chưa. Trời ơi là trời. Mười mấy ký luôn quậy ơi. Cái này mười mấy ký xìm luôn hả quậy. Xìm. Nếu mà không mặn nha. Thì không mặn đó, tính chuột không mặn đó chứ. Mà mới ra giá đầu tiên nha. Giá đầu tiên giá ít nhất luôn á. Cho đem kéo theo không? Có sách đem theo đi quậy mặn luôn quậy ơi. Mặn. Đường này có đi thăm không trời? Có đi rồi. Quá trớn rồi, cái kiểu này chết luôn rồi trời. Chi cái thằng thiệt á nó bình tĩnh dữ lắm. Ủa, đâu đây trời? Nãy giờ không la lên trời. Trời ơi, không chịu. Gì mà không chịu la lên nữa ông nội. Má gì hai công đâu 3 ngày nữa trơn đó. Ba công gì đó là hai công nè. Của tiếng nhau à? Ừ. Ủa má nó phải 20 bao được. Ừ rồi. Chắc 3 ngày sau quên. Mấy kilo trời. Ờ rồi xin hết thì nó bắt vô cho bả. Ờ không xin được xin hết. Đây hồi nãy nè. Bọc này cũng cỡ 3 kg nha anh em. Bọc này làm sẵn rồi cũng cỡ 3 kg nè. Quay lại ông đại gia mà thủ ngoài bằng nướng ai bằng nướng quay nướng đi nướng đi nướng không ông chưa ăn cơm kìa trời trời đất ơi tôi đâu ăn chuột đâu nổi gì hả còn sống cái gì nó que cái giò đó không giờ này không nổi bây giờ ê bây giờ ông cắt đi cho ông tướng ông lột da rồi tôi làm ruột chơi không chơi không chờ anh chờ anh chờ chắc qua quên rồi ừ cắt đi bà đây lại kéo tôi mấy người có kéo luôn hả có không xa dữ đi đợi ông tôi lấy kéo biết chừng nào trời đó xe đó rồi ông lột da đi tôi mặn ruột rồi xong đúng không đứng ơi.